Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, quả chanh dây mọc nhiều ở các vùng nhiệt đới được ưa thích không chỉ vì hương thơm nồng nàn quyến rũ mà còn vì lợi ích sức khỏe của nó. Mỗi khi mùa hè đến, chanh leo hay còn gọi là chanh dây lại trở thành thức uống giải khát được nhiều người ưa chuộng. Chanh leo không chỉ thơm, mát mà còn rất bổ dưỡng, đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng, chanh leo cũng giống như rất nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng khác sẽ đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe. Tiêu chảy, ngộ độc cấp tính vì uống nước chanh leo. Bà Mai Thị Tính, 54 tuổi, quê ở Hà Nam, đã từng bị ngộ độc cấp tính, rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ vì uống nước chanh leo sai cách. Bà Tính kể, chiều hôm ấy tôi ở nhà một mình, các con đều đi làm hết cả. Tuy bụng đói lắm, nhưng trời thì nắng nóng nên thèm một ly nước mát thôi, chứ chẳng muốn ăn uống gì. Mở tủ lạnh, vớ được mấy quả chanh leo, tôi liền pha lấy nước uống cả hạt, háo nước nên uống liền một mạch hai cốc to. Khoảng 30 phút sau khi uống, bỗng nhiên cả người tôi nôn nao khó chịu, bụng thì ọc ạch, cảm giác chân tay run rẩy, tim đập mạnh hơn, đã vậy còn ngứa ngáy khó chịu như bị dị ứng vậy. Tôi sợ quá liền gọi cho con gái về, cháu đưa tôi đi cấp cứu thì bác sĩ bảo bị ngộ độc do uống nước chanh leo sai cách. Từ lần đó tôi sợ hãi lắm, nên bảo con gái lên mạng tìm hiểu xem uống nước chanh leo như thế nào là sai lầm để con biết mà phòng tránh. Dưới đây là những gì mà bà Tính và con gái đã tìm hiểu được kết hợp với lời khuyên của bác sĩ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để tránh không phạm phải các sai lầm chết người khi uống nước chanh leo nhé. Giới thiệu chung về nước chanh leo. Xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ 20, có nguồn gốc từ Brazil. Chanh dây là một loại trái cây vừa có công dụng giải khát cực tốt, vừa chứa nhiều dưỡng chất bao gồm các loại axit amin như arginine, glycine, lecithine, proline, tyrosine, threonine, valine và chất béo, chất xơ, protein, canxi, phốt pho, sắt, carotene, vitamin B1, B2, B3. Rất nhiều người say mê nước chanh leo, thậm chí uống hàng lít mỗi ngày thay nước lọc hàng ngày. Chanh leo tuy rất tốt nhưng không nên vì thế mà lạm dụng. Bất cứ sự điều độ nào trong dinh dưỡng mới đảm bảo cơ thể bạn khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Các thành phần hóa học trong chanh leo rất có thể sẽ biến thành độc dược nếu như bạn sử dụng theo phương pháp sai lầm. Việc uống nước chanh leo sai cách có thể khiến sức khỏe gặp họa. Vậy là da đẹp Giáng sinh đâu chưa thấy mà có khi đã có nguy cơ mắc trọng bệnh sai lầm khi uống nước chanh leo. 1. Nguy cơ bị chảy máu và gây buồn ngủ. Khi dùng chanh không đúng cách, một số thành phần có trong nước chanh leo có thể gây phản ứng với các loại thuốc an thần và một số loại thảo dược, tạo cảm giác luôn thèm ngủ. Riêng với uống thuốc chống đông máu, chanh leo có thể khiến chảy máu nhiều hơn. Khi bạn có những triệu chứng kể trên thì cần tìm gặp bác sĩ ngay. Để được thăm khám và điều trị kịp thời, khuyến cáo không nên sử dụng chanh leo với mức độ quá nhiều cho phụ nữ mang thai hoặc bà mẹ đang cho con bú. 2. Không uống nhiều nước chanh leo. Nhiều chị em cho rằng chanh leo có vị chua dịu, không chứa calo, rất thích hợp cho việc giảm cân, nên vào mùa hè, không thiếu chị em mua hàng cân chanh leo tích trữ uống dần hàng ngày để giảm cân. Đây đều là những thói quen uống nước chanh leo sai cách mà mọi người cần cẩn trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nước chanh leo dù bổ, dù tốt đến mấy cũng cần sử dụng điều độ mới phát huy hiệu quả, chứ không phải cứ uống càng nhiều thì càng tốt. Bất cứ loại thực phẩm nào cũng cần ăn uống điều độ, việc lạm dụng có thể biến những thứ coi là tiên dược phản tác dụng hoàn toàn. 3. Uống nước chanh leo khi bụng đói. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, chanh leo giàu tính axit nên uống khi đói bụng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho sức khỏe của dạ dày. Thói quen ăn đồ chua, uống đồ chua khi bụng rỗng khiến dạ dày trong quá trình co bóp sẽ bị ăn mòn bởi axit, gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, thậm chí là xuất huyết dạ dày. Đây là thói quen uống nước chanh leo sai cách khiến nhiều người mắc phải nhưng không hay nhận ra, chỉ đến khi phát hiện mắc bệnh về dạ dày thì mới ngã ngửa. Vì thế, vị chuyên gia này khuyên tốt nhất mọi người chỉ nên uống nước chanh leo sau khi đã ăn đủ no khoảng 30 phút để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày. 4. Bệnh nhân dạ dày cần uống thận trọng. Theo lương y Vũ Quốc Trung, các bệnh nhân mắc bệnh dạ dày
Không được tùy tiện ăn uống những thực phẩm có tính axit. Chanh leo là một trong những loại trái cây có nhiều tính axit nhất. Nếu uống quá nhiều nước chanh leo một lúc có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng của bệnh dạ dày như hội chứng trào ngược dạ dày, chứng ợ chua. Do đó, các chuyên gia khuyên người mắc bệnh dạ dày cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống chanh leo để phù hợp với tình hình sức khỏe, cơ địa của bản thân, tránh hậu quả không mong muốn. 5. Người có cơ địa dị ứng không nên dùng. Theo các chuyên gia, trong quả chanh leo có chứa các chất dễ gây dị ứng, nổi mề đay, khó thở, phù mạch, nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, người có cơ địa dị ứng tốt nhất không nên dùng, hoặc nếu muốn dùng, nhất định phải tham khảo ý kiến của chuyên gia. Trong chanh leo có chứa các chất dễ gây dị ứng, nổi mề đay, khó thở, phù mạch, nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Khi bạn có những triệu chứng kể trên thì cần tìm gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và điều trị nhanh chóng kịp thời. Khuyến cáo không nên sử dụng chanh leo với mức độ quá nhiều cho phụ nữ mang thai hoặc bà mẹ đang cho con bú. Cách lựa chọn, bảo quản và sử dụng chanh leo. Bạn nên lựa chọn những quả chanh leo có màu sắc tươi tắn, các quả đều nhau, không bị thâm đen, có mùi thơm dịu, bóp nhẹ chanh leo thấy hơi cứng là được. Muốn bảo quản chanh leo tốt, bạn cần rửa thật sạch để ráo nước từ 5 đến 10 phút rồi buộc chặt vào túi ni lông để trong ngăn mát của tủ lạnh. Lưu ý là trong trường hợp nước chanh leo đã được pha chế sẵn, muốn giữ mát trong tủ lạnh, bạn cần bọc giấy kính lên trên miệng cốc và nên sử dụng trong vòng 24 giờ. Mỗi ngày bạn chỉ nên dùng từ 1 đến 2 quả chanh leo, nên chia nhỏ lượng dùng trong ngày để tránh tình trạng bị dị ứng. Và các tác dụng phụ. Cách tốt nhất là bạn nên lọc bỏ những hạt chanh leo, chỉ giữ phần ruột của chanh để tránh những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe. Bạn có thể sử dụng chanh leo một cách đa dạng trong việc làm ra các món ăn hấp dẫn như làm bánh, thạch chanh leo hoặc biến tấu thành các loại nước giải khát hấp dẫn để tận dụng được những lợi ích tuyệt vời từ chanh leo với lượng dùng phù hợp nhất. Vâng thưa quý vị, sau khi theo dõi phần trên của chương trình, có ai bỗng nhiên cảm thấy chanh leo thật đáng sợ và không muốn sử dụng loại quả này nữa không? Tuy nhiên, quý vị đừng vội vàng quyết định sai lầm nhé. Bởi loại trừ các vấn đề có thể khiến chanh leo gây bệnh cho cơ thể mà Sống An Nhiên vừa chia sẻ ở trên, thì thứ quả nhỏ bé này chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất cùng các thành phần oxy hóa rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Hãy cùng Sống An Nhiên điểm qua 12 lợi ích sức khỏe từ quả chanh dây trong phần tiếp theo của chương trình nhé. 1. Lợi ích của chanh dây ổn định đường huyết. Chỉ số đường huyết của thực phẩm GI thấp và hàm lượng chất xơ cao của chanh dây có thể hỗ trợ quá trình điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Chanh dây cũng rất giàu pectin, một loại chất xơ giúp bạn cảm thấy no mà không làm tăng lượng calo. Các nghiên cứu cho thấy chanh dây có thể được bổ sung trong chế độ ăn uống để điều trị bệnh tiểu đường do khả năng hạ đường huyết. Đồng thời, chanh dây cũng có công dụng làm giảm cholesterol xấu và cải thiện chức năng insulin. Nếu bạn bị tiểu đường, bạn có thể an tâm thưởng thức các món ăn hay thức uống từ chanh dây nhờ lợi ích giúp giữ mức đường trong máu ổn định. 2. Lợi ích của chanh dây phòng ngừa ung thư. Trong chanh dây có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư. Chanh dây cũng là nguồn chứa vitamin A, flavonoid và các hợp chất phenolic khác giúp ngăn ngừa ung thư. Piceatanol, một hợp chất quan trọng khác được tìm thấy trong chanh dây, cũng có thể hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư đại trực tràng. 3. Lợi ích của chanh dây bảo vệ tim mạch. Chanh dây rất giàu kali, một loại khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, làm thư giãn các mạch máu và tăng cường lưu lượng máu. Qua đó có thể làm giảm căng thẳng cho tim và cải thiện sức khỏe tim một cách toàn diện. Chất flavonoid và axit phenolic có trong chanh dây cũng có thể kiểm soát lượng cholesterol tốt hơn, tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu gây tắc nghẽn động mạch, làm suy yếu hoạt động của tim. 4. Lợi ích của chanh dây tăng cường hệ miễn dịch. Trong chanh dây chứa hàm lượng cao vitamin C, vitamin A và các axit amin như proline, valine, tyrosine, threonine, arginine thúc đẩy hoạt động của bạch cầu, chống lại các nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn và virus. Đồng thời, các chất này còn có công dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa được một số bệnh vặt thông thường. Chanh dây có chứa nhiều vitamin A, C và các axit amin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là đối với những ai đang bị suy nhược. 5. Lợi ích của chanh dây cải thiện hệ tiêu hóa.
Chanh dây là loại thực phẩm hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa do có hàm lượng chất xơ lý tưởng. Một ly nước với 25g chanh dây có chứa khoảng 2g chất xơ và phần lớn là chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan trong phần ruột và vỏ chanh dây có thể hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng, giúp cải thiện nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm lượng cholesterol bằng cách bài tiết qua phân. 6. Lợi ích của chanh dây giúp làm đẹp da. Chanh dây là một nguồn cung vitamin A dồi dào, một dưỡng chất đặc biệt có lợi giúp làm đẹp cho da. Các chất chống oxy hóa khác trong chanh dây như vitamin C, riboflavin và carotene cũng giúp tăng cường sức khỏe của da và đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa. Tác dụng giữ ẩm và làm sạch da của chanh dây giúp nuôi dưỡng làn da, đặc biệt là da bị mụn, chống lão hóa da và chống viêm da. 7. Lợi ích của chanh dây làm giảm stress. Kali và folate trong chanh dây có thể cải thiện sức khỏe của não bộ và làm giảm tình trạng stress và lo âu. Trong đó, kali có công dụng giúp điều tiết lưu lượng máu và tăng cường nhận thức, còn folate có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer và suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung một số loại thực phẩm tự nhiên rất tốt cho não bộ như quả óc chó, dầu ô liu, cá mòi, bơ kết hợp với uống nhiều nước. 8. Lợi ích của chanh dây giúp xương chắc khỏe. Chanh dây rất giàu nguồn khoáng chất như magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh dây khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ vỏ trái chanh dây còn có đặc tính chống viêm, có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng viêm khớp. 9. Lợi ích của chanh dây điều hòa lưu thông máu. Nếu có dấu hiệu chân tay lạnh, sưng phù, nứt nẻ hay dễ bị mệt mỏi thì bạn cần phải nâng cao khả năng lưu thông máu ngay. Ngoài ra, tắc nghẽn lưu thông máu có thể dẫn tới rụng tóc, chóng mặt và đau đầu. Khi đó, bạn hãy tìm đến chanh dây ngay vì chất kali trong chanh dây có khả năng làm giãn mạch máu. Kali kết hợp với sắt và đồng có trong loại trái cây này cũng là những thành phần thiết yếu cho quá trình sản xuất các tế bào hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu tăng lên, máu có thể lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể dễ dàng hơn. 10. Lợi ích của chanh dây giúp ngủ ngon. Chanh dây đặc biệt có lợi cho người bị mất ngủ hoặc bị chứng rối loạn giấc ngủ. Hợp chất alkaloid có trong chanh dây có thể giúp tĩnh tâm, an thần, giảm bớt bồn chồn lo âu và làm cho giấc ngủ sâu hơn. Bạn có thể uống một ly nước ép chanh dây vào buổi tối để giúp giảm bớt căng thẳng và có một giấc ngủ ngon. 11. Lợi ích của chanh dây ngừa bệnh hô hấp. Trong trường hợp các bạn mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, chanh dây sẽ phát huy tác dụng như một loại thuốc bổ phế tự nhiên. Nước chanh dây sẽ giúp bạn giảm bớt các triệu chứng khó chịu như đờm trong cổ họng, hen suyễn, ho khan hoặc khó thở. Nhiều nghiên cứu cũng đang tận dụng lợi ích của chanh dây như một phương thuốc trị liệu tự nhiên thay thế khi các bệnh nhân không đáp ứng với các đơn thuốc điều trị hen suyễn thông thường. 12. Lợi ích của chanh dây hỗ trợ giảm cân. Chanh dây là một trong số những trái cây lý tưởng để giảm cân vì có rất ít calo, chất béo và natri. Mỗi 100g chanh dây chỉ có 97 calo cùng hàm lượng chất xơ cao sẽ nhanh làm đầy dạ dày của bạn và giúp giảm cảm giác thèm ăn một cách đáng kể. Chanh dây tuy có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống quá 2 cốc chanh dây mỗi ngày để tránh gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Bạn cũng không nên uống chanh dây nếu bị đau dạ dày hay lúc đói bụng. Chanh dây mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể nên bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Ngoài cách uống nước chanh dây vốn đã rất thông dụng, bạn có thể thêm chanh leo vào nhiều loại bánh ngọt tráng miệng, sinh tố hay sữa chua. Hãy bổ sung chanh dây ngay vào thực đơn của bạn để tận hưởng đầy đủ chất dinh dưỡng và hương vị thơm ngon từ loại trái cây này nhé. Quý vị thân mến, bất kỳ loại trái cây nào cũng sẽ đều có các tác dụng và tác hại nhất định đối với cơ thể. Điều quan trọng là chúng ta cần lưu ý để không phạm phải các sai lầm khi sử dụng chúng. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay của Sống An Nhiên. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.